Cô đi qua cô rửa tay giùm con nha. Trước tiên thì cô cầm cái micro này lên giống như Thành Nguyên cầm vậy nha. Đúng này. Giống vậy ha. Đúng này, đúng này. Dạ. Chỉ cô ngang cô nào rồi cô không biết. Vâng. Dạ, lời đầu tiên thì Thành Nguyên mến chào cô đã đến với kênh của Thành Nguyên. Rồi, cô cảm ơn con. Trước tiên thì cô giới thiệu cho con chút xíu nào. Trước hôm nay cô đến từ đâu này? Trước hết thì cô xin chúc các cô, các chú, các bác ở trong nước và ngoài nước. Dạ. Cô tính từ Bình Phước. Bình Phước. Cô tên họ đầy đủ là Lê Thị Thu Hà. Cô sinh 1963. Bây giờ cô đến đây thì cũng nhờ Thành Nguyên kết nối cho cô một nửa còn lại. Vâng. Trước tiên thì cô Thu Hà ha. Cô giới thiệu cho Thành Nguyên chút xíu về cái công việc của cô cho Thành Nguyên nào. Với tên tuổi thì Thành Nguyên đã nghe rồi. Rồi rồi. Thì cô nói chung là hồi xưa đó là cô là dân nấu ăn, nấu đám. Rồi sau này là cực quá, cô không có đi nấu đám cưới nữa. Là cô đi mua bán quần áo 23 năm. Rồi bây giờ là cô nghỉ được 1 năm rồi. Là bắt đầu cô về cô muốn quán cà phê cô bán. Thì là coi như quán cà phê mà cô thấy mặt bằng nó cao quá đó. Thành ra cô nghỉ. Bây giờ là cô nghỉ được 5 rồi. 1 năm là ở nhà giữ cháu nội. Thì cháu nội cũng sắp đầy 5 rồi. Cho nên giờ con cái thì lớn hết rồi. Cô có 6 đứa. 5 thằng 1 con. 6 người con. 6 người con. Mà cô với chú là chia tay từ năm 2005. Là cô nuôi hết 6 đứa. Thì chú bước bước nữa rồi. Chú bước lâu rồi. Thành ra bây giờ cô thấy là con nó lớn hết rồi đó. Chứ cô không định bước nữa đâu. Nhưng mà giờ nhiều khi cô bệnh, cô nằm bệnh viện rồi về á, thì cô thấy người ta là tới thăm cháu rồi, còn mình không có ai hết. Thấy nó tủi lắm. Thì hôm nay cô đến đây là cô có coi chương trình của con từ trong Tết giờ lận. Mà cô chưa có cái nhân dịp để cô đi đó. Thành ra là cô thấy cái anh Thanh mà ở cây lạy Tiền Giang gì đó. Thì ảnh cũng có một cái ý là cũng trùng hợp đó với cô. Thì cô cũng thích nghe ảnh nói là ảnh có cái mặt bằng để bán cà phê. Thì cô thấy là cũng hợp với cô. Thành ra là cô lên đây nhờ con là để kết nối với cái anh Thanh đó. Đó. Vâng, thì trước khi mà vào cái vấn đề chính đó, thì cho Thành Nguyên hỏi chút xíu nữa này. Là sau khi mà xem chương trình của Thành Nguyên thì lúc đó cô thấy nó có động lực à hay sao? Nó có động lực, nó phấn khởi lắm. Nó phấn khởi lắm. Nhưng mà đầu tiên là cô Tấn Vĩ. Chứ cô chưa biết cái là bên con. Thành ra cô điện Tấn Vĩ hoài cũng không được. Nói chung là cô nay là có phải gần 1 năm rồi. Đó. Nhưng mà cũng ít có đối tượng nào mà để cô ấy lắm. Rồi sau này cô coi bên cái kinh của con. Thì từ trong Tết tới giờ là coi như là bữa hổm là cô thấy cái anh Thanh đó. Thành ra nó cũng phù hợp đối với cô. Thành ra cô lên đây để nhờ con là giúp đỡ giùm cho cô. Đó. Để bước thêm bước nữa để cái tuổi già mình mà coi như là đau ốm bệnh hoạn có nhau. Đó. Nhưng mà cái người đó phải thật. Cái thứ nhất là thật. Cái thứ hai nữa đừng có rượu chè. Đừng có thô tục mà là cô không thích. Đó là nó có cái điều đó. Lúc nãy cô Thu Hà chia sẻ cho con là cô đến từ đâu cô ha? Bình Phước. Bình Phước. Vậy là về Cần Thơ cũng xa hả? Xa 300 mấy chục cây. 300 mấy chục cây. Ngày hôm qua cô định đi Hồng Đà mà cô nói thôi giờ nắng quá cô đi không nổi, thành ra cô phải đi xe đò. Vậy là đi xe đò từ lúc mấy giờ cô? Cô đi 12 giờ mà cho tới xuống này là coi như là cô đi 3 đoạn xe. Một cái thứ nhất là xe Thành Công lên bến xe miền Đông. Rồi cô đi xe buýt qua bên bến xe miền Tây. Rồi bến xe miền Tây là cô đi xe Ba Châu mới về tới dưới mình. Là cô về đến đây là 8 giờ tối. Nó cô mướn khách sạn cô ngủ. Sáng cô điện cho con, cô sợ về trễ đó. Thành ra điện sớm quá con không bắt máy. Thấy các cô vất vả quá đi đường xa xa xôi vậy mà. Thì Thành Nguyên cũng rất là mong khi mà các cô các chú đi đường xa như vậy đến với chương trình của Thành Nguyên thì cũng sẽ gặt hái được một cái thành công nào đó. Sẽ được như cái ý muốn của mình. Rồi, cô cảm ơn con. Nhưng mà nhiều khi cái duyên cái số đúng là nó còn cái duyên nữa con, nó còn cái duyên nữa đến với con đây, nhưng mà nó còn có cái duyên nữa. Đó, còn nếu mà ngoài cái anh Thanh đó thì nếu mà ngoài cái anh Thanh đó thì là cô á là chỉ cần cái người mà thật lòng. Đó có nghĩa là phải lớn tuổi hơn cô chứ nhỏ tuổi là cô không thích.
thì lớn hơn ha, bằng tuổi hoặc lớn hơn thôi. Dạ dạ. Đó. Dạ. À, khi mà cô Thu Hà đến với chương trình của Thành Nguyên thì không biết là các con của cô cũng như là người thân trong gia đình có ai biết và ủng hộ không? Có biết, con cô biết. Như thế này, nó thì nó biểu mẹ bước lâu rồi, nhưng mà cô suy nghĩ về bước chi nữa, lớn rồi, tuổi rồi, yeah, già rồi, yeah. Nhưng mà cái lúc cô không cần người đàn ông nữa, nhưng mà khi này là phải cần, yeah. Tại vì giờ lớn tuổi quá rồi mà, yeah. Bây giờ coi như là bệnh hoạn không có ai chăm hết. Bây giờ tụi nó có gia đình riêng hết rồi, yeah. Thí dụ giờ nó thương mình thì nó tới một chút thôi, đúng chứ rồi. Nay đâu có ở bên mình, yeah. Đó, thành ra bây giờ cô muốn là coi như cái người nào là có cái nhà sẵn để cô về cô mua bán, cô sống bên cái người đó, yeah. Đó, còn con cô thì có nhà cửa riêng tư hết rồi. Đó, là cô muốn đi về cái nhà người đó, yeah. Đó. Thành ra cô thấy cô ở cái anh Thanh đó là phù hợp đó với cô, yeah. À. Nói chung là xem lâu lắm rồi bây giờ mới thấy được một người phù hợp đó, đó mới một người phù hợp. Hồi đó cô có thấy theo cô điện, cô hỏi con đó là cái anh có anh gì đó, à, à đó là cô định lên trận đó lần cả, yeah. Đó. Mà cô hỏi con thì con nói là chú đã có người rồi, yeah. Đó. Thành ra cô không có lên, yeah. À, vâng, thì ngày hôm nay cô Thu Hà đến từ Bình Phước đến với chương trình của Thành Nguyên thì cô muốn bày tỏ tới với anh Thanh ha, yeah, đúng Thanh rồi. Ở Cái Lệ Tiền Giang, yeah. Yeah. Cô cũng quê cô Tiền Giang mà. Ờ, vậy hả? Ờ, yeah. Cô gốc của cô là ở Chợ Gạo, yeah. Quê ngoại. Công việc thường ngày của cô Thu Hà thì cô làm gì? Cô thì hồi nãy cô có nói với con rồi là hồi xưa đó cô còn mới lập gia đình á, là cô đi đóng đám cưới. Rồi sau này là cô có gia đình rồi thì cô đi bán quần áo. À, bán quần áo. Cho tới bây giờ thì sao cô? Tới bây giờ là coi như là một thời gian đó là được 23 năm. Rồi sau này cô nghỉ cô cũng đi mướn cái mặt bằng để cô bán cà phê với đồ ăn sáng. Mà bây giờ cô nghỉ được 1 năm rồi. Yeah. À, bây giờ cô đang giữ đứa cháu nội, nó gần đầy tuổi rồi. Yeah. Đó. Thành ra bây giờ là thấy nó cũng lớn tuổi rồi. Thôi để, yeah, kiếm một người, yeah, đó, để mình nương tựa cái bản thân, yeah. Vậy là thời gian qua là giữ cháu đúng không? Bây giờ cô giữ cháu cả năm rồi, yeah. À. Rồi con cái lo cho lại cho mình. Nó lo lại cho mình nhưng mà giờ cô không thích làm phiền đứa nào nữa hết, yeah. Độc lập tự do. Đó, độc lập tự do, đó, vậy đó, yeah. Cô cũng định đi bán nữa nhưng mà cô nghĩ thôi. Cô thấy anh Thanh này hợp với cô, yeah. Vậy là cái điều kiện của anh Thanh thì con thấy đơn giản lắm. Đơn giản, yeah, lắm, đúng rồi, đơn giản. Cô cũng thấy vậy. Chỉ cần người biết buôn bán này kia, đúng rồi, phủ cho anh là... Tại vì hồi xưa cô có bán quán giỏng mà, cà phê giỏng, yeah, à, thành ra, yeah, cô thấy cái chỗ đó rất là phù hợp. Yeah. Vâng, thì Thành Nguyên đã ghi nhận cái câu chuyện của cô ở đây, yeah. Thì sau ngày hôm nay Thành Nguyên sẽ đăng tải cái video này lên để, yeah, gửi những cái tâm tư, những tình cảm của cô qua cho anh Thanh ha. Rồi, yeah, cô cảm ơn con, yeah. Thì hôm nay giờ cô nói câu nói chân tình với anh Thanh như thế này là nếu mà anh coi được cái clip này mà phù hợp đối với anh thì anh cứ tiến tới, yeah. Thì nói chung là con cái lớn hết rồi, vâng, giờ cô chỉ còn có một mình thôi, vâng. Đó, thì nếu được thì mình giao lưu với nhau, yeah, rồi là mình coi để coi cái duyên của mình đến đâu, yeah. Rồi nếu được là cô về dưới này cô ở luôn, yeah. Đó, yeah. À, cô cũng đã dự tính trong đầu đó, 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 đó. Cô dự tính hết rồi, Cô Thu Hà chia sẻ cho Thành Nguyên chút xíu nào, cái điểm mạnh và điểm yếu của cô là như thế nào, cô chia sẻ cho Thành Nguyên nào. Bây giờ cái điểm mạnh cô là chỉ mua bán từ năm cô 10 tuổi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái điểm yếu của cô dở lắm, ai mà xúc phạm tới cái lòng tự ái của cô rồi là nước mắt cô nó tuôn rồi. Không cần ai phải chửi với mình nhưng mà chỉ cần nói động với cô là coi như là như khinh cô hay là một cái gì ra trò là cô đã tự gái rồi, yeah. Đó. Nhưng cô rất là hiền. Cái đó thì ai cũng vậy cô, nói chung là mình sống nhau mình tôn trọng nhau, yeah, phải tôn trọng nhau chứ, yeah, xúc phạm nhau thì ai xúc phạm mà nhau được, yeah. Là cái thứ nhất cô rất là hiền, yeah. Nhưng mà điều có một cái là cô phải khẳng định là cô rất giỏi, cô giỏi lắm, yeah. Cái nghề gì cô làm cũng được. Yeah. Nói chung là cái nghề gì cô làm đúng cũng cái gì cũng làm, làm cái gì cũng được, yeah. Nấu ăn cũng được, sáng là cô từng bán hủ tiếu bò kho là có nói chung cắt cắt kính thưa các kiểu, kính thưa các kiểu. Đó. Còn nếu không có tiền mai đi ra lấy 10 trái thơm sẽ xây làm chén mua ớt bưng bán vẫn bình thường, tại vì cái, yeah, nghề của cô người mua bán từ 10 tuổi, yeah. 10 tuổi cô đã mua bán rồi, yeah. Rồi cho con hỏi cô Thu Hà một cái vấn đề này nữa này. Trong cái khoảng thời gian mười mấy năm mà cô chia tay với chồng đó, thì cô có tìm hiểu một ai khác không? Không, cũng rất là đông con, nhưng mà cô suy nghĩ như thế này nè, không người ta cũng nhìn vô cô,
Nhưng mà cô suy nghĩ vậy nè, bây giờ ai thấy mình đóng con nó dám vào vô? Không ai dám hết. Nhưng cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, nếu mình bước thêm mà mình quen một người nào đó lằng nhằng thì con mình dạy không được. Dâu mình nói không nghe. Nó thành ra cô không dám bước. Thì bây giờ con nó lớn hết rồi. Đó, thì cô nghĩ rằng cô đã hứa trong lòng cô mà. Coi này, nếu mà con có bề gia thất hết là cô phải tự chọn lấy bản thân cô. Nó vậy thôi. Thì nói ở với cái tuổi của các cô mà nói ở với con cháu này kia, nhưng mà thật sự ra là ai mà ở được? Không được con ơi. Dâu thì con trai thì đang có con dâu, đúng rồi, con cái này kia rồi, đúng rồi. Con gái thì cũng đi theo chồng, đúng rồi. Làm sao mà bây giờ với con cái được? Đúng rồi, con trai mà còn có con dâu, mà con gái còn có thằng rể, nó cho nên nó cực lắm, cho nên là chính bàn tay mình làm ra, đó. Không là con thấy cái tuổi của các cô đó thì thường là tìm một cái người bầu bạn thì sẽ dễ chia sẻ những cái tâm tư, những tình cảm hơn, đúng rồi, chia sẻ với con ha. Đúng rồi, đúng rồi. Con bây giờ chứ không phải con hồi xưa, cho nên là cô nói với con cũng thông cảm cho cô như thế này. Ngày xưa mình ở cha mẹ mình nó khác, mà thời đại 4.0 này rồi nó lại khác rồi. Đúng rồi. Đó, nó khổ lắm. Cái khi mà đến với chương trình của Thành Nguyên thì cô Thu Hà có thường xuyên xem kênh của Thành Nguyên? Ngày nào cô cũng coi, ngày nào cô cũng coi, nãy sáng giờ cùng đây ngồi đây coi mà. Ngày nào cô cũng coi. Thế rồi cho Thành Nguyên hỏi cái là cô có nhận xét gì về cái chương trình của Thành Nguyên à? Bây giờ cô nhận xét cái thứ nhất á, là cô thấy con lập ra được cái điều này là rất là hay. Để cho mấy cô, mấy chú lớn tuổi là có cái sự kết nối yêu thương, cũng là một cái đó là cũng là một cái động lực rồi. Cái thứ hai nữa là con còn nhỏ mà con làm được điều này cô quý lắm. Cô rất là quý. Thực ra thì khi mà làm cái chương trình này rồi Thành Nguyên mới thấy được là cái nhu cầu của các cô các chú rất là nhiều. Đúng rồi. Bởi vì tuổi của các cô các chú bây giờ cần một cái người để mà bầu bạn này kia đó. Đúng rồi. Chứ không có muốn ở với con gái mà lại không ai làm cái nhịp cầu nối đó cho. Đúng rồi. Với là bây giờ cô xin nói con như thế này nè, con làm vậy thì không ai dám coi như là lên đây mà nói bậy hết. Nói thẳng. Nếu mà nói bậy thì cộng đồng mạng sẽ đưa lên. Cho nên là người thật việc thật. Đó. Là cô thấy rất là quý. Chỉ có lên đây là không có đường lui ha cô ha? Đúng rồi, lên đây là không được lui. Đó, mà hả lui thì nhiều hơn cứ lên. Đó. Mà đã lui là lui ngay từ đầu. Đó, đã lui mà lui ngay từ đầu, không ai đi tới đây hết. Vâng. Thành Nguyên cũng chỉ nói vậy thôi, chứ thực ra thì Thành Nguyên biết rằng là những ai, các cô, các chú, các anh, các chị nào mà đến với chương trình của Thành Nguyên á, thì không có ai mà lên đây mà xào xào hết á. Đúng rồi. Có thể có, thì là có cái này này. Có nghĩa là những cái chuyện đời tư của những người đó đã là đúng rồi, đúng chia rồi sẻ hết thôi. Đó là đúng rồi, người ta cũng có cái bí ẩn nào đó. Đúng rồi, là sẽ có một số cái góc khuất nào đó. Thì Thành Nguyên cũng chỉ là cái nhịp cầu nối lúc ban đầu. Đúng rồi. Thì Thành Nguyên cũng góp ý với các cô, các chú rằng là khi mà mình đã kết nối với được cái nhân vật mà mình yêu mến á, thì mình cũng phải tìm hiểu thêm nữa, phải tìm hiểu kỹ thêm nữa, chứ không mình đã lỡ đò rồi. Đúng rồi. Bây giờ mà lỡ thêm lần nữa thì nhiều khi nó cũng không có hay quá. Nó không hay lắm. Tại vì tuổi mình xế chiều rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai cô nghĩ rằng lên đây đối với con lên đây rồi là cái mặt này đưa ra ngoài giống như cái mặt trận rồi. Thành ra không ai dám nói dốc hết. Nói thẳng. Mà nói dốc người ta nhìn, ví dụ giờ chồm sớm thì nhìn, ui cái bà đó này bà lên đó, bà nói dốc. Đúng không? Nó khổ lắm. Để lúc đó không biết có cái lỗ nào mà chui. Không biết chui lỗ nào mà. Vâng. Vâng, kính thưa quý vị, thì những gì cô Thu Hà chia sẻ thì quý vị cũng đã nghe những cái tâm tư, những cái tình cảm của cô thì cô cũng đã gửi gắm và quý vị cũng đã hiểu phải không ạ? Và những gì cần hỏi thì Thành Nguyên cũng đã hỏi rồi. Thì không biết là cuối chương trình thì cô Thu Hà có cái điều gì đó muốn nhắn? Bây giờ thứ nhất á, là cô xin cuối chương trình, cô xin chúc bà con cô bác trong nước và ngoài nước là coi như là được một vạn sự như ý, duyên vợ chồng Thành Nguyên. Thì cô chúc cho con hạnh phúc, đã hạnh phúc thứ nhất là cái thứ hai nữa, con nên làm cái việc này mãi mãi để cho cô chú nhờ gì con. Đó, thì cuối chương trình là cô không biết nói gì hơn. Còn riêng anh Thanh á, thì nếu mà chấp nhận được điều này thì là coi như á, là cứ liên hệ với con. Rồi con liên hệ lại với cô. Thì giờ cô sống có một mình thôi, đối với cô là quá dễ rồi. Đó. Thì cô mong muốn điều đó thôi. Vâng, có cái điều này nữa mà con chưa có hỏi cô này. Lúc nãy thì cô có chia sẻ rồi đó. Bây giờ cho con hỏi lại xíu ha. Là nếu như mà
cô với Thanh mà có duyên á, thì mình không nói phải không ạ? Đúng rồi. Điều đó là quá tốt rồi. Rồi. Nhưng mà nếu như mà chưa có đủ duyên với anh Thanh thì cô vẫn sẽ mở lòng với những người đàn ông khác mà đúng không? Mở lòng những người đàn ông khác, nhưng mà cái người đàn ông để cô xem lại, là để mình trực tiếp mình xem lại. Chứ nếu mà so ra, nếu mà thích á, thì là cô chỉ thích anh Thanh thôi. Còn nếu mà người đàn ông khác mà đàng hoàng hay là này nọ mà coi như là cô coi như là nó phù hợp đối với mình, có duyên đối với mình thì cô vẫn mở lòng. Thì những người đàn ông sau đó mà tới với cô, mở lòng với cô ấy, thì cô mong muốn điều gì ở người ta? Thứ nhất là không nhậu nhẹt. Cái thứ hai nữa thì đừng ăn nói thô tục là cô không thích. Đó. Là có nghĩa mình sống phải chung thủy đối với nhau. Cô chỉ cần nhiêu đó thôi. Còn cái độ tuổi thì sao cô ha? Như độ tuổi phải bằng tuổi cô hoặc là lớn hơn. Lớn hơn chứ nhỏ hơn cô không thích. Cô hồi nào giờ rồi không thích. Thế là Thành Nguyên đã rõ rồi, bởi vì những cái điều này cô cũng đã chia sẻ ngay từ đầu clip rồi. Rồi. Bây giờ thì Thành Nguyên hỏi thêm thôi. Vâng, kính thưa quý vị, thì những gì cô Thu Hà chia sẻ thì quý vị cũng đã nghe, và những cái tâm tư, những tình cảm của cô thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận ở đây. Và sau ngày hôm nay Thành Nguyên sẽ đăng tải cái video này lên để gửi tới cho anh Thanh nói riêng, cũng như là các cô chú các anh chị đang xem đây nói chung. Còn bây giờ thì Thành Nguyên cũng phải nói lời chào tạm biệt quý vị, và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành dõi theo cùng Thành Nguyên từ đầu chương trình cho tới bây giờ. Cũng như thường lệ thì quý vị khi xem video đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thành Nguyên nha quý vị. Rồi, ok cô Hà ha. Rồi, cô cảm ơn con nhiều nha. Thông tin cô hay.